Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một cô gái rất dễ thương, tên là Karen. Cô sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ với mẹ. Cô ấy sẽ hỏi mẹ về mọi thứ mà cô ấy tò mò. Mẹ ơi, những ngọn đèn nhỏ xíu trên bầu trời là gì vậy? Họ là những ngôi sao, Karen à. Tất cả mọi người sống trên trái đất cuối cùng đều trở thành một ngôi sao và tỏa sáng trên bầu trời mãi mãi. Karen chỉ có một món đồ chơi, một chiếc váy và một đôi dép gỗ. Đôi dép gỗ là do mẹ cô ấy làm nhưng lại không thoải mái, và cũng là đôi duy nhất Karen có. Một ngày nọ, mẹ của Karen bị ốm nặng. Vì vậy, Karen đến thị trấn để mua thuốc cho mẹ cô. Và trên đường đi, cô phát hiện ra một đôi giày màu đỏ đựng trong một chiếc hộp bên đường. Đôi giày tỏa sáng, đẹp đến mức Karen không thể không mang chúng về nhà. Nhìn này mẹ ơi, con tìm thấy những thứ này bên vệ đường. Đẹp không hả mẹ? Thật phù hợp với con. Những thứ này có thể thuộc về người khác, Karen, con nên lập tức đưa nó về chỗ cũ. Nhưng nếu chúng có chủ, người ta sẽ không để lại nó trong hộp như thế. Có thể chủ nhân vô tình đánh rơi. Vậy thì cô ấy không nên đánh rơi nó. Con đã phát hiện ra nó, giờ nó là giày của con rồi. Con ơi, nghe mẹ. Có thể bây giờ mẹ không thể mua cho con đôi giày mới, nhưng mà mẹ không muốn con mang giày của người khác. Chỉ vì điều đó, đừng cứng đầu nữa. Hãy hứa với mẹ là sẽ không mang đôi giày đỏ này đi. Karen buồn bã hứa với mẹ là không mang giày đỏ và giấu chúng dưới gầm giường. Nhiều tháng trôi qua, cho đến một ngày, Karen trở về nhà và không tìm thấy mẹ trong nhà. Cô nhìn khắp nơi cho đến khi cô nhận ra rằng mẹ cô đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời. Ngày hôm sau, trên đường đến đám tang của mẹ cô, Karen đi đôi giày đỏ đó. Những người đến dự đám tang đều không thể rời mắt khỏi đôi giày của Karen. Ôi, làm như vậy không phù hợp tí nào. Nhưng Karen không quan tâm, bởi vì cô ấy yêu đôi giày của mình. Một bà lão tốt bụng đi ngang qua nghĩa trang. Người phụ nữ lớn tuổi này biết được rằng cô gái nhỏ này giờ đã là trẻ mồ côi và muốn nhận cô làm con nuôi. Đi với tôi, cô gái xinh đẹp. Ta sẽ cố gắng hết sức để cho con thành công và trở nên xinh đẹp khi lớn lên. Vì vậy, Karen đã về sống với bà lão trong nhiều năm. Karen, con đã đi đôi giày này từ khi đám tang của mẹ con rồi. Chúng đã rất bẩn rồi, con cần cởi ra ngay bây giờ. Không, con yêu đôi giày đỏ của con. Ôi Karen, con đừng cứng đầu như vậy chứ. Hãy tháo giày ra đi. Ta hứa sẽ mua cho con một đôi giày đẹp hơn. Karen không muốn xúc phạm người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng khi nhận nuôi cô. Vì vậy, cuối cùng cô ấy đã cởi đôi giày của mình và ném chúng đi. Ngày tháng trôi qua, đến một ngày, Karen đang chơi trong căn phòng mới của mình với quần áo và đồ chơi mới. Bà lão mang cho cô một đôi giày mới. Nhưng Karen không thích đôi giày này chút nào. Nhưng đây là màu xanh lam, rất xấu, con không thích chúng chút nào hết. Vì vậy, trong nhiều năm tới, Karen đã nhớ đôi giày đỏ của mình rất nhiều. Cô lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thái độ ngoan cố của cô ấy không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi bà lão mang quà đến. Nhưng con không thích cái này. Nhưng ta đã đan cái này cho con. Con sẽ không bao giờ ăn món này, làm cho con khoai tây chiên. Ít nhất thì phải cắn một miếng chứ, con yêu. Bà lão rất mệt mỏi với thái độ cứng đầu và kén chọn của Karen, nhưng vẫn làm món khoai tây chiên cho cô. Khi bà lão bước vào, Karen đang cởi đôi giày màu xanh, mà giờ chúng đã nhỏ hơn so với cô. Nhìn kia, tất cả mọi thứ của con bây giờ thật nhỏ bé.
con đã trưởng thành rồi. Ôi, vậy thì đi mua cho con quần áo và giày dép mới thôi. Sau đó, bà lão và Karen đi đến cửa hàng. Nhìn kìa, giống như đôi giày màu đỏ yêu thích của con. Con phải có chúng, hãy lấy những thứ này. Karen, con không nên mang đôi giày màu đỏ sang trọng này. Con cần những đôi giày mà tạo ra sự tôn trọng, giống như nếu chúng ta cần đi đến một đám tang. Ta chỉ có thể mua cho con một đôi giày. Con hãy mua màu đen và về nhà. Ta cảm thấy mệt rồi. Con không quan tâm. Nếu bà không mua cả hai đôi giày, con sẽ đi chân trần ở khắp mọi nơi từ bây giờ đó. Ôi, cô gái nhỏ, ta ước gì cô không cứng đầu như vậy. Bà lão mua đôi giày đen cho Karen và dành số tiền cuối cùng để xoa dịu cô ấy bằng đôi giày đỏ. Họ phải đi bộ về nhà. Trên đường đi, đôi chân của bà cụ bị đau rất nhiều và bà không thể theo kịp Karen hư hỏng. Và Karen không quan tâm, cô ấy bước về nhà với đôi giày đỏ mới của mình. Một ngày, bà lão nói với Karen rằng họ cần tham dự một đám tang trong thị trấn. Karen, chắc chắn phải mang giày đen. Nếu không, nó sẽ là thiếu tôn trọng trong đám tang. Karen nhìn vào đôi giày màu đen trong phòng cô ấy, và sau đó là đôi màu đỏ tươi. Và cô ấy chọn đi đôi giày đỏ. Khi họ rời khỏi nhà, cô ấy che chúng bằng váy của mình để bà lão không nhìn thấy đôi giày. Tuy nhiên, tại đám tang, mọi người đều thấy đôi giày của Karen sáng rực dưới váy của cô ấy. Họ nói chuyện với nhau về đôi giày đỏ của Karen tại đám tang, về việc bị thiếu tôn trọng như thế nào. Khi những gì đã nói đến tai bà lão, bà rất tức giận. Con đã không nghe những gì ta nói với con, và con lại đi đôi giày màu đỏ. Con thật bướng bỉnh Karen à. Con thật là thiếu tôn trọng. Một vị vua trẻ đẹp đi ngang qua, lúc đó đã bị sắc đẹp của Karen làm cho mê mẩn. Anh đến bên cô và quỳ xuống và dành cho cô những lời khen ngợi. Em thật đẹp và thật tinh tế trong đôi giày xinh đẹp này đó. Thưa ngài, ngài làm tôi ngại đó. Em chắc phải là một vũ công rất giỏi. Tôi mời em đến đêm khiêu vũ trong cung điện tối nay nhé. Có được không? Với niềm hạnh phúc trước lời đề nghị của lãnh chúa, Karen bắt đầu nhảy múa trong niềm vui sướng. Nhưng sau một thời gian, Karen không thể ngừng nhảy. Tại sao tôi không thể dừng chân của mình lại? Điều gì đang xảy ra vậy? Karen bắt đầu rời đi khỏi bà già và lãnh chúa trong khi cô ấy đang khiêu vũ. Karen, quay lại đi. Mặc dù vị vua đã đuổi theo Karen, nhưng anh ta vẫn không theo kịp cô ấy. Đôi giày đỏ của Karen quá xa còn cứng đầu hơn Karen. Chúng đã đưa cô đến đỉnh núi và bắt cô nhảy cả ngày lẫn đêm trong 3 ngày. Chân của Karen đau đến mức cô ấy hét lên mỗi bước đi. Mặc dù họ đã xuống bùn và bị mắc kẹt, nhưng đôi giày vẫn nhảy múa. Đủ rồi bà, tôi rất mệt. Từ nay tôi sẽ không cứng đầu như vậy nữa. Tôi xin hứa, xin dừng lại đi. Đôi giày, làm ơn dừng lại đi. Dừng lại. Và khi Karen nói rằng cô ấy sẽ từ bỏ tất cả sự cứng đầu của mình, đôi giày đỏ nhảy khỏi chân cô ấy, và Karen cũng ngã xuống. Và đôi giày đỏ tiếp tục nhảy múa khi không có cô ấy. Karen tìm thấy một cành cây và cố đi khập khiễng về nhà, đau đớn. Chân cô ấy đau rất nhiều. Cô ấy bắt đầu khóc vì hạnh phúc khi nhìn thấy ngôi nhà của mình. Bà lão chào cô ở cửa. Họ ôm nhau. Con biết con là một cô gái rất cứng đầu, nhưng con hứa từ nay con sẽ không như vậy nữa.
Sau khi Karen từ bỏ tính bướng bỉnh của mình, mọi thứ bắt đầu tốt hơn. Một ngày nọ, có người gõ cửa. Đó là vị vua trẻ tuổi và đẹp trai. Ôi, cô gái xinh đẹp, tôi đã tìm kiếm em khắp nơi và không thể tìm thấy em. Sau khi em khiêu vũ, không thấy em trong cung điện vào đêm khiêu vũ, tôi đã tìm kiếm em khắp thành phố. Karen rất vui khi nhìn thấy vị vua trẻ tuổi và đẹp trai đó. Đó là ngày tình yêu của vị vua và Karen bắt đầu. Bỏ lại sự bướng bỉnh, Karen sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Chuyện cô bé Bonnie Anna. Với mái tóc vàng óng và khuôn mặt luôn tươi cười, cô bé 10 tuổi Bonnie Anna luôn mang niềm vui đến xung quanh mình. Nhưng cô bé đã mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ và phải sống một mình. Cô bé phải sống một thời gian trong trại trẻ mồ côi. Sau đó ít lâu, người dì giàu có đã chấp nhận nuôi nấng cô bé. Người dì của cô bé, bà Polly, đã chuẩn bị một tầng gác mái nhỏ cho Polly Anna. Người hầu gái tên là Nancy rất vui sướng khi làm việc này. Mong là vị khách nhỏ sẽ thành công trong việc làm bà Polly gác gỗng vui lên. Khi về đến nhà, Polly Anna bật khóc sung sướng. Cô bé choàng ôm quanh cổ người dì, nhưng bà lại cố nghiêm lại. Bà đưa Polly Anna đến phòng của cô bé. Polly Anna sững sờ khi chứng kiến kích cỡ và độ giàu có của ngôi nhà. Người dì chỉ cho cô bé căn phòng trên gác mái. Đây là phòng của cháu. Và đừng quên là bữa tối bắt đầu lúc 18 giờ đấy nhé. Polly Anna cực kỳ yêu thích căn phòng của mình. Khi đã tham quan tất cả các căn phòng khác trong căn nhà, Polly Anna không chút bận tâm suy nghĩ vì sao người dì lại sắp xếp cho mình căn phòng gác mái. Đúng 6 giờ tối, dì Polly đã có mặt ở bàn ăn, nhưng Polly Anna vẫn chưa đến. Con bé này đang ở đâu vậy? Bà có muốn tôi đi gọi con bé không, bà Polly? Không. Sau bữa tối, bà Polly đi qua phòng cô bé và thấy căn phòng trống không. Bà liền đi ngay ra vườn để thông báo với người làm vườn là cô bé đã mất tích. Người làm vườn chỉ tay về một tảng đá trên đồi và cô bé đang ở chỗ đó. Rất vội vã, Nancy chạy về phía Polly Anna rồi cả hai về căn biệt thự. Cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, Polly Anna luôn giữ thái độ tích cực đối với mọi việc. Điều này khiến Nancy rất ngạc nhiên và cô đã hỏi Polly Anna bí quyết để làm được điều đó. Đó là trò chơi hạnh phúc. Cha đã dạy cháu điều này khi cháu còn nhỏ. Một phụ nữ tốt bụng đã gửi cho chúng cháu một đôi nạng. Khi cháu hỏi lý do tại sao, bà bảo rằng chừng nào chúng ta thấy đôi nạn, chúng ta sẽ trân trọng thực tế là chúng ta không cần đến chúng và sẽ thấy vui vẻ. Nhờ giờ ngày hôm đó mà mỗi khi cháu và cha cảm thấy lo lắng điều gì, chúng cháu lại nghĩ về điều đó và tìm thấy lý do để lại vui lên. Vào lúc tối muộn, Polly Anna ở trong phòng và khóc nức nở. Cha... Cha đang sống giữa các thiên thần. Con đang cố chơi trò chơi hạnh phúc. Cha biết đó, nhưng nếu bị kẹt trên một tầng áp mái, ngồi trong bóng tối cô đơn một mình, cha cũng thấy khó mà vui sướng được. Vào ngày hôm sau, Polly Anna xuống cầu thang, đi vào vườn và ôm lấy dì của mình. Dì yêu quý, sáng nay cháu rất vui mừng vì mình đã sống sót. Đó là cách mà chúng ta chào buổi sáng đó à? Sau khi nói vậy, dì Polly quay lưng và rời đi. Nhìn họ từ phía xa, người làm vườn già ứa nước mắt. Ông đi đến bên Polly Anna và nói với cô bé rằng cô bé giống mẹ của mình đến nhường nào. Biết rằng người làm vườn biết mẹ của mình đã khiến cô bé thấy hạnh phúc. Thời gian trôi đi và cuộc sống của Polly Anna trong căn biệt thự trở nên tốt đẹp hơn. Cô bé ăn sáng rồi bắt đầu làm bài tập ngay lập tức cùng với dì. Và sau bữa trưa, cô bé rảnh rỗi cho đến tận 6 giờ tối. Cô bé thậm chí đã có thể đi mua một số vật dụng cần thiết cho căn nhà. Một ngày nọ, trong thị trấn, cô bé nhìn thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng đen dài
và đội chiếc mũ hình trụ. Dù cho cố gắng làm quen với ông, cô bé vẫn không hiểu người đàn ông đang nói gì với mình. Một thời gian trôi qua và cô bé gặp lại người đàn ông đó. Cô bé cố gắng nói chuyện với ông thêm lần nữa. Lần này, ông bắt chuyện với cô bé. Nancy bị sửng sốt bởi vì cho người đàn ông đó, tức là ông Pendleton, rất giàu có. Ông vẫn sống một mình trong một căn nhà lớn và chưa từng bắt chuyện với ai cả. Vào ngày hôm sau, Pollyanna trở về nhà với một chú chó ốm yếu. Dì Polly chẳng nói lời nào. Nhưng vào hôm sau nữa, cô bé đưa về nhà một cậu bé. Và bà Polly đã cực kỳ giận dữ với cô bé. Đủ rồi đó Pollyanna. Những điều tồi tệ cháu làm cho đến bây giờ thì đây là chuyện kinh khủng nhất. Việc cháu mang tất cả chó mèo trên đường phố về đây còn chưa đủ hay sao? Giờ cháu mang một kẻ ăn mày về nhà nữa. Cháu không phải là một kẻ ăn mày, thưa bà. Sau khi nói vậy, cậu bé chạy ra khỏi nhà. Nhưng Pollyanna quyết tâm giúp cậu bé thoát khỏi cảnh lang thang trên đường phố. Vào tháng 9, Pollyanna bắt đầu đi học. Chẳng mất thời gian để Pollyanna yêu thích ngôi trường của mình. Một ngày nọ, khi cô bé sang thăm, ông Pendleton đã bảo Pollyanna đừng về nhà và hỏi cô bé có muốn sống cùng ông hay không. Tất nhiên, Pollyanna không thể đưa ra câu trả lời. Ông Pendleton liền giải thích mọi chuyện cho Pollyanna. Khi bác còn trẻ, bác đã yêu mẹ của cháu. Bác đã rất yêu thương cô ấy. Nhưng mẹ của cháu chưa bao giờ đáp lại tình yêu của bác. Rồi chẳng bao lâu sau, mẹ cháu lấy cha của cháu và rời khỏi thành phố này. Từ đó, ông Pendleton dường như buồn chán với mọi thứ xung quanh ông. Ông lúc nào cũng mang một khuôn mặt rầu rầu. Nhưng từ khi có cô bé Pollyanna với khuôn mặt giống mẹ cô và ánh nhìn chân thành, đã khiến ông nhìn thế giới với thái độ tích cực hơn. Việc luôn luôn có Pollyanna bên cạnh mình đã mang đến cho ông lý do để sống. Hãy chuyển đến sống gần bác và chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Cháu có thể coi bác như một người cha và bác sẽ coi cháu như con gái của mình. Nhưng dù cho không thể hiện ra ngoài, cô bé vẫn biết dì của mình rất yêu thương cô. Và cô bé không muốn rời bỏ bà ra đi. Cô bé không biết phải làm sao để nói điều này cho ông Pendleton biết. Cuối cùng, cô bé cũng tìm ra một giải pháp. Cô bé mong muốn ông Pendleton nhận nuôi Jimmy, cậu bé mà dì của cô đã từ chối chăm sóc, và nghĩ rằng với cách này cả ông Pendleton cùng Jimmy sẽ được hạnh phúc và Pollyanna sẽ được đến thăm họ thường xuyên hơn. Ông Pendleton đã mời hai đứa trẻ đến chơi vào tuần tới. Nhưng mấy ngày sau, một tai nạn không may đã xảy ra. Pollyanna đã bị một chiếc ô tô đâm phải. Một ngày sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Pollyanna rất hạnh phúc vì mình còn sống. Cô bé không muốn dì rời mình. Cô bé đang sống trong những giây phút hạnh phúc khi được dì gọi là cháu yêu quý. Mấy ngày sau, Pollyanna được ra viện, nhưng cô bé không sử dụng đôi chân được nữa. Khi ông Pendleton tới thăm Pollyanna, ông nói với bà Polly về đề nghị của ông với Pollyanna và lý do mà cô bé từ chối là vì dì của mình. Sau khi nghe chuyện, tình yêu của bà Polly dành cho cô bé càng trở nên sâu đậm hơn. Chỉ để cháu gái thấy hạnh phúc, bà đã cho phép chó mèo được lên phòng cô bé. Bà chấp thuận mọi việc khiến cho Pollyanna cảm thấy vui sướng. Bác sĩ đến từ thành phố mà họ chờ đợi đến sau một tuần. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Pollyanna, bác sĩ phải thông báo tin xấu. Thật không may, cô gái trẻ này sẽ không thể đi lại được nữa. Ôi không! Sau khi nghe tin, bà Polly bắt đầu khóc lóc và ngất xỉu ngay sau đó. Sau khi nghe thấy tiếng kêu của dì, Pollyanna bắt đầu khóc sướt mướt. Sau đó, mọi người đều chờ đợi những ngày buồn bã sắp tới. Mọi người đều rơi lệ vì tình trạng của cô bé. Pollyanna bắt đầu kể cho mọi người đến thăm mình về trò chơi hạnh phúc. Để làm cho Pollyanna hạnh phúc, ông Pendleton quyết định nhận Jimmy làm con nuôi.
Khi Pollyanna nghe được tin vui, cô bé cảm thấy cực kỳ vui sướng. Bà Polly không thể tin rằng mình là người duy nhất không biết về trò chơi hạnh phúc. Ngay khi nói chuyện với Nancy, bà đã hiểu ra mọi chuyện. Sau đó, bà chạy ngay đến bên Pollyanna. Vậy nên, trò chơi hạnh phúc, từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau chơi nhé. Vâng, đây là tin tuyệt nhất từ trước tới giờ đó, dì Polly. Trong khi đó, bác sĩ của ông Pendleton muốn đến thăm bệnh cho Pollyanna. Nhưng có một trở ngại, đó là vì một cuộc cãi vã với dì Polly từ nhiều năm trước. Ông bác sĩ đã không bước chân vào căn nhà trong suốt 15 năm. Cuối cùng, cả hai người đã thống nhất và họ đưa cô bé đến một bệnh viện bên ngoài thành phố. Bác sĩ của ông Pendleton thăm bệnh cho Pollyanna và nói rằng vẫn còn hy vọng. Một vài tháng sau, dì Polly nhận được một lá thư từ Pollyanna. Dì Polly yêu quý, cháu có một tin tốt lành đây. Liệu trình chữa trị của cháu đã kết thúc với kết quả tuyệt vời. Cuối cùng, cháu đã đi lại được rồi ạ. Các bác sĩ ở đây nói rằng cháu sẽ được ra viện sớm thôi. Hy vọng là cháu có thể đi bộ về nhà. Cháu thật hạnh phúc, mọi thứ đều làm cháu thấy hạnh phúc. Thật ra là thậm chí cháu còn thấy vui sướng rằng có lúc cháu đã không thể sử dụng được đôi chân của mình đó chứ. Bởi vì điều đó không xảy ra, cháu sẽ không bao giờ trân trọng đôi chân của mình như bây giờ. Hy vọng sẽ sớm gặp bác. Yêu bác, Pollyanna. Bộ phim Một mắt, hai mắt và ba mắt. Ở một vùng đất xa xôi nọ, có một người phụ nữ sống với ba cô con gái. Cô chị cả chỉ có đọc một con mắt. Cô chị thứ hai thì lại có ba con mắt. Còn người em gái út thì có hai mắt. Mẹ của họ đã già, và bà yêu chiều hai cô chị hơn cả. Bà có thể làm tất cả những gì mà họ muốn. Chúng con cảm ơn mẹ ạ. Cô em út bao giờ cũng gánh hết mọi công việc nhà, ngay cả khi họ luôn miệng mắng cô là vô dụng và bất tài. Và họ thậm chí không thèm mời cô vào bàn ăn tối cùng. Mẹ, hai mắt không xứng được ăn cùng bàn với chúng ta đâu, bởi vì nó chẳng làm được trò trống gì hết đó mẹ. Nhưng mà em... Vậy là bà mẹ không để cô con gái có hai mắt ngồi ăn cùng bàn với họ nữa. Nàng chỉ có thể ăn đồ thừa. Sau khi mọi người đã rời bàn, tuy nhiên nàng vẫn rất tốt bụng và chăm chỉ. Một ngày nọ, các cô chị một mắt và ba mắt đi tới chỗ cô em có hai mắt. Họ mắng nhiếc rồi ném đồ quần áo bẩn vào nàng. Mày chẳng giặt quần áo được cho sạch sẽ nữa, giặt lại đi. Hai mắt vừa ra khỏi nhà vừa khóc sướt mướt. Nàng đành đến bên bờ sông để giặt lại quần áo. Tại sao các chị lại đối xử với mình như vậy? Mình có làm gì các chị đâu. Trong khi hai mắt nàng khóc lóc, thì một nàng tiên xuất hiện trước mặt nàng. Nàng tiên khiến cho cô gái hai mắt bị chói mắt bởi bộ xiêm y lóng lánh của mình. Nhưng nàng tiên lại che mặt lại. Tại sao con lại khóc vậy? Hỡi cô gái hai mắt xinh đẹp. Bởi vì con là con gái út trong nhà. Mẹ con và các chị nói rằng con vô dụng, và họ chán ghét con và chỉ cho con ăn đồ thừa trên bàn ăn. Ôi, đừng buồn nữa. Cô gái xinh đẹp, nhìn này, ta mang đến một món quà cho con đây. Đây là một cây đũa thần. Nếu như con ước một điều rồi dãy cây đũa thần ba lần, thì điều ước sẽ thành hiện thực. Khi hai mắt lẩm nhẩm điều ước xong, thì là một bàn ăn hiện ra. Chiếc bàn đầy những đồ ăn ngon lành. Wow,
Hãy nhìn những món ăn này xem, tất cả đều nóng hổi và tươi ngon. Hai mắt đã chịu đói nhiều ngày liền nên nàng bắt đầu thưởng thức đồ ăn trên bàn. Khi con ăn xong, con chỉ cần giãy cây đũa thần hai lần. Cô gái hai mắt xinh đẹp ạ, nhớ nhé, chỉ cần hai lần thôi. Rồi nàng tiên biến mất mà vẫn không để lộ khuôn mặt của mình. Sau khi đã ăn bữa tối ngon lành, cô gái hai mắt giãy đũa thần và chiếc bàn biến mất. Ồ, cuối cùng mình cũng được no bụng, mình thật hạnh phúc. Nhưng mình phải giấu chiếc đũa này với các chị và mẹ, không thì họ sẽ hủy hoại mình để đoạt lấy nó mất. Cô gái hai mắt dùng chiếc đũa thần như một chiếc gậy bình thường để trở về nhà. Nàng thấy đồ thừa trên bàn ăn, nhưng nàng không màng tới vì nàng đã no căng rồi. Hai mắt mang theo cây gậy của nàng và rời khỏi nhà mỗi ngày. Nàng đi đến bờ sông, giãy đũa thần và ăn uống tùy thích cho đến khi no căng. Nhưng một ngày nọ, khi nàng trở về nhà, hai chị gái một mắt và ba mắt đã nhận thấy điều khác lạ từ cô em hai mắt của họ. Tại sao hai mắt mỉm cười mỗi khi nó ra khỏi nhà và lúc quay trở về nữa? Và nó cũng không thèm ngó ngàng tới đồ thừa của chúng ta để lại cho nó. Vào ngày hôm sau, các cô chị ganh tị liền lén bám theo khi hai mắt ra khỏi nhà. Sau một hồi, hai mắt đã tới bờ sông. Nàng ước một điều ước, rồi dậy dậy chiếc đũa thần ba lần. Và rồi một chiếc bàn lấp đầy những món ăn ngon lành hiện ra. Thế vậy, các cô chị gái cực kỳ kinh ngạc. À, thì ra là nó nhét đầy bụng những món ăn ngon lành thế này mỗi ngày đó, mà nó chẳng thèm chia sẻ với chúng ta nữa. Một mắt và ba mắt liền chạy về nhà kể cho bà mẹ những gì họ chứng kiến. Bà mẹ không thể tin nổi những gì nghe được và rất tức giận. Vậy là họ trốn đi trước khi hai mắt về nhà. Ngay khi nàng bước vào nhà, bà mẹ xăm xăm đi về phía nàng. Bà ta tước lấy chiếc đũa trên tay nàng và bẻ nó thành hai mảnh. Không, tại sao mày lại làm như vậy? Mày thì đủ no với những thức ăn ngon lành, trong khi chúng ta chết đói ở nhà. Giờ thì sẽ không có thức ăn cho mày trong căn nhà này nữa. Hai mắt đau buồn cầm chiếc đũa thần đã gãy bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa khóc. Đúng lúc đó, nàng tiên bí ẩn tốt bụng lại xuất hiện trước mặt nàng. Đừng khóc nữa cô gái hai mắt xinh đẹp. Hãy nhặt những mảnh đũa gãy và chôn chúng dưới ánh trăng, rồi con sẽ lấy lại được nụ cười thôi. Nàng tiên bí ẩn đã biến mất trước khi hai mắt kịp thấy mặt mình. Hai mắt liền làm ngay theo những gì nàng tiên nói. Vào ngày hôm sau, một cái cây với những chiếc lá bằng bạc và trái bằng vàng đã mọc lên từ nơi nàng chôn chiếc gậy thần gãy. Cái cây nổi bật và tỏa sáng khiến mọi người đều trông thấy nó. Bà mẹ và các chị của hai mắt muốn đến bên và hái quả từ cái cây thần kỳ. Nhưng mỗi khi các cô chị vươn tay hái quả thì cành cây lại nâng cao lên. Thế vậy, hai mắt liền đi ngay về phía các chị. Có thể em sẽ hái được quả từ cái cây này đây. Hơ, đến chúng ta còn chẳng giới tới được, mày làm sao hái được chứ? Hai mắt liền vươn tay tới cái cây. Hãy cho tôi một vài trái ngọt và thêm chút niềm vui, hỡi cây thần lấp lánh. Trước những lời nói dịu dàng của nàng, cái cây nghiêng cành cây thấp xuống trước hai mắt để nàng có thể dễ dàng hái trái. Hai mắt muốn đưa trái cây cho mẹ và hai chị, nhưng họ lại điên lên vì ghen tị. Ôi, ta có thể làm được. Nhìn đây này, hãy cho ta trái cây và niềm vui sướng, hỡi cây thần lấp lánh. Hãy cho ta trái cây và niềm vui sướng, hỡi cây thần lấp lánh.
Nhưng cái cây chẳng hề đáp lại những lời một mắt và ba mắt vừa nói. Tại sao cái cây này lại chỉ nghe theo lời của hai mắt thôi vậy hả? Đúng lúc đó, một chàng hiệp sĩ khôi ngô tuấn tú cưỡi ngựa đi tới. Hãy đi khỏi đây ngay, hai mắt. Hãy tránh ra đằng sau những bụi rậm kia, đừng có làm mất mặt chúng ta vì sự ích kỷ của con. Hai mắt đáng thương lặng lẽ nghe lời và núp đằng sau bụi rậm với những trái cây vừa hái trên tay. Khi chàng hiệp sĩ tới gần cây lá bạc quả vàng, chàng nhìn cái cây chăm chú trong sự kinh ngạc tột độ. Ồ, nếu cô chủ của cái cây thần kỳ này có thể cho ta một nhành cây bằng bạc, ta sẽ làm cho nàng ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chúng tôi là chủ của cái cây này, thưa ngài. Tôi có thể tặng cho chàng một nhánh cây bạc. Một mắt và ba mắt liền nhảy liên hồi để ngắt một nhánh cây, nhưng thất bại. Họ còn chẳng thể động đến một chiếc lá cây. Các cô nói là cái cây này thuộc về mình sao? Vậy tại sao các cô không thể hái được dù chỉ một trái từ nó chứ? Hai mắt muốn ra ngoài và chia cho chàng hiệp sĩ số trái cây của mình, nhưng nàng lại sợ mẹ và các chị nên đành đứng yên và bắt đầu khóc. Và rồi nàng tiên bí ẩn lại xuất hiện. Cô gái hai mắt xinh đẹp, hãy lấy một chiếc lá và đặt nó lên trái tim, rồi sau đó giáp mặt với chàng kỵ sĩ mà không phải sợ hãi gì cả. Hai mắt làm những gì nàng tiên dặn dò. Thế là trang phục rách rưới của nàng liền biến thành một chiếc váy lộng lẫy lấp lánh. Nàng liền bước ngay khỏi bụi cây đang trốn và giáp mặt với chàng hiệp sĩ với trái cây trên tay. Chàng hiệp sĩ ngất ngây trước vẻ đẹp của hai mắt và chàng không thể rời mắt khỏi nàng. Tôi có thể tặng chàng một nhành cây bạc với trái vàng, thưa ngài. Ta muốn làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Người con gái có đôi mắt đẹp à, nàng có nhận lời lấy ta hay không? Hai mắt nhận lời cầu hôn của chàng hiệp sĩ ngay, rồi họ ôm lấy nhau thấm thiết. Thấy vậy, các cô chị ghen tị và người mẹ liền xin lỗi hai mắt. Chúng ta nghĩ rằng em bất tài vì em trẻ hơn các chị và các chị đối xử với em tệ quá. Nhưng em vẫn là một người có tâm hồn tinh khiết và trái tim tốt bụng. Xin lỗi em gái. Hai mắt tha lỗi cho các chị và mẹ của nàng. Cây bạc giờ là của mọi người, mẹ và các chị có thể hái bao nhiêu quả tùy thích. Sau những lời nói chân thành của hai mắt, nàng tiên bí ẩn xuất hiện trên một nhành lá bạc và lần đầu tiên để lộ khuôn mặt của nàng. Hai mắt cực kỳ ngạc nhiên khi thấy rằng nàng tiên có ba con mắt và nhận ra rằng con người chỉ cần có một trái tim nhân hậu để làm những điều tốt đẹp, chứ không do vẻ ngoài của họ. Thế rồi hai mắt và chàng hiệp sĩ lên ngựa và phi đến nơi hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đón họ phía trước.